Đây là cách Arsenal mở màn ở Premier League mùa giải năm nay. Vẫn là một pha bóng thương hiệu của Bukayo Saka khi anh nhận bóng từ cánh phải, ngoặt vào và tung cú đấm hạ gục đối phương với không một động tác thừa. Pháo thủ đã làm nức lòng các Gunner ở ngày ra quân với màn trình diễn hoàn hảo của chàng Starboy, tiếp tục khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch trong mùa bóng mà sự kỳ vọng dành cho đoàn quân áo đỏ trắng được đặt lên mức cao nhất. Với cá nhân Bukayo Saka, anh dường như không cho thấy dấu hiệu mệt mỏi sau kỳ Euro phải cày ải hơn 100% công suất. Anh xuất sắc giành danh hiệu Man of the Match khi tham gia vào cả hai bàn thắng của Arsenal với một bàn và một kiến tạo. Đây hệt như một lời tuyên chiến gửi tới Phil Foden, người đang nắm giữ danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải trước và cũng là đối thủ của anh cho vị trí cánh phải tại đội tuyển quốc gia. Arsenal khởi đầu trận đấu có phần khó khăn trước lối chơi áp sát quyết liệt của Wolverhampton. Mặc dù nắm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc theo cách quen thuộc, pháo thủ vẫn phải chật vật trong hơn 20 phút đầu trận đấu trước hàng phòng ngự màu cam đầy kỷ luật và khó chịu. Cho đến khi khoảnh khắc này diễn ra, đường tạt bóng chuẩn xác từ phía cánh phải của Bukayo Saka đã giúp Kai Havertz dễ dàng đánh đầu mở tài khoản cho Arsenal ở mùa giải năm nay. Thế nhưng sau bàn mở tỷ số, đặc biệt là ở thời điểm những phút đầu hiệp 2, đội bóng áo đỏ trắng lại thi đấu có phần chệch choạc và có nhiều thời điểm để Wolverhampton dồn ép. Saliba có một ngày thi đấu dưới sức khi liên tục có những pha chuyền lỗi và đẩy khung thành đội nhà vào thế nguy hiểm. Mặc dù vậy, hàng phòng ngự của Arsenal đã đứng vững với sự xuất sắc của những hậu vệ khác và đặc biệt là găng tay vàng David Raya. Và rồi thì Saka nâng tỷ số lên 2-0, ấn định chiến thắng cho pháo thủ. Các Gunner hẳn đã quá quen thuộc với những tình huống tỏa sáng giúp Arsenal giải quyết thế bế tắc của chàng Starboy và ngày mở màn mùa giải mới cũng không phải là ngoại lệ. Khi cần Saka có, khi khó có Saka, điều này vẫn luôn luôn là chân lý. Khi Arsenal gặp bế tắc, anh là người kiến tạo cho Kai Havertz mở tỷ số. Khi đội nhà đang để cho Wolverhampton lấn lướt, cầu thủ sinh năm 2001 dập tắt mọi hy vọng có điểm của đối thủ bằng một khoảnh khắc ngôi sao quen thuộc. Sự trưởng thành vượt bậc của Saka ở những mùa giải gần đây là yếu tố không nhỏ góp phần đưa Arsenal trở lại với bộ mặt của một ông lớn cạnh tranh cho những danh hiệu cúp, giúp pháo thủ hai lần giành ngôi Á quân Premier League khi đối thủ của họ là một Man City quá già dơ ở những cuộc đua đường trường, cũng như trở lại Champions League sau nhiều năm vắng bóng. Ngay cả việc vực dậy một đội bóng đang khủng hoảng là điều mà ít cầu thủ trẻ nào có thể thực hiện được, nhưng Saka thì lại đang là nhân tố không thể thiếu của pháo thủ trong thời kỳ đó. Thì việc giúp Arsenal giành thắng lợi trước một Wolverhampton đầy khó chịu có là gì? Đây là lời khẳng định về vị thế của một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế giới, cũng như thay cho lời thách thức tới ngôi sao Phil Foden của kình địch Man City, người thi đấu cùng vị trí với anh và sẽ ra sân sau đó một ngày trước đối thủ kỵ dơ Chelsea. Việc Phil Foden giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League cùng với chức vô địch đã làm cho Bukayo Saka, kẻ về nhì, trở nên bị lu mờ. Foden có mùa giải chói sáng nhất trong sự nghiệp với 19 bàn và 8 kiến tạo, nhưng Saka thì cũng không thua kém là bao khi anh chỉ ghi ít hơn 3 bàn và có con số kiến tạo ngang bằng. Sau màn trình diễn bùng nổ từ phía Saka, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào việc Saka và Foden sẽ tạo ra cuộc đối đầu vô cùng thú vị tại Premier League 2024-25. Đó là cuộc cạnh tranh cho ngôi vị vô địch của Arsenal và Man City, cuộc cạnh tranh cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và cũng sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt nơi hành lang cánh phải của Tam Sư tại World Cup 2026. Cần lưu ý rằng, mặc dù là hai cầu thủ thuận chân trái và thi đấu cùng vị trí, nhưng lối chơi của Saka và Foden lại có sự khác biệt. Ngôi sao của Man City có khả năng khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương từ cánh phải vào trung lộ nhờ vào kỹ thuật vượt trội và kết liễu đối thủ bằng những pha dứt điểm đầy uy lực. Anh cũng chạy chỗ không bóng và chớp thời cơ cực tốt, đảm bảo lượng đầu ra bàn thắng quan trọng cho nửa xanh thành Manchester. Chúng ta cũng không thể xem thường khả năng dọn cỗ của Phil Foden khi anh luôn sẵn sàng tung ra những đường truyền cho những người đồng đội ở thế chống trải khi bị 2-3 hậu vệ vây giáp. Sự đa dạng trong lối chơi của Foden là thứ giúp anh được đánh giá nhỉnh hơn Bukayo Saka, một người có xu hướng bám cánh thuần túy hơn. Cầu thủ sinh năm 2001 không thường xuyên xâm nhập trung lộ khi mà sự nguy hiểm của anh phần lớn đến từ những cú sút chéo góc hoặc là những quả tạt hay đường căng ngang cho đồng đội, giống như cách mà anh đã thể hiện ở trận thắng Wolverhampton. Bù lại, Saka có thể thi đấu được nhiều vị trí và thường xuyên lui về hỗ trợ phòng ngự, điều mà chúng ta ít thấy ở Foden. Với sự xuất sắc trong mùa giải vừa qua cùng với những phong cách chơi khác biệt, đây là hai trong số những cầu thủ được kỳ vọng sẽ thay nhau tỏa sáng tại vòng chung kết Euro 2024. Thế nhưng tuyển Anh lại một lần nữa về nhì cùng với một sự thật phũ phàng.
một rừng không thể có hai hổ. Quay ngược thời gian cách đây khoảng 20 năm, đội tuyển Anh từng phải đối diện với bài toán của Lampard và Gerrard, bài toán thách thức nhiều đời huấn luyện viên từ Ericsson, McLaren đến Capello, khiến cho thế hệ vàng đầu thế kỷ 21 của bóng đá Anh không thể gặt hái được thành công. Họ đều là những tiền vệ có xu hướng tấn công và hoạt động thường xuyên ở zone 14 của đối thủ, dẫn đến hệ lụy là Lampard và Gerrard dẫm chân nhau trong khi không có một tiền vệ phòng ngự nào, khiến cho tuyến giữa của đội tuyển Anh thường xuyên lép vế trước những hàng tiền vệ công thủ toàn diện của các đội bóng lớn khác. Vấn đề này lại một lần nữa ám ảnh Tam Sư khi họ sở hữu hai chân chạy cánh phải hàng đầu thế giới là Saka và Foden, còn hành lang trái chỉ là những cái tên ở đẳng cấp thấp hơn như Gordon hay Eze. Trong cơn đau đầu không hề dễ chịu một chút nào, huấn luyện viên Gareth Southgate đã quyết định sử dụng cả hai cầu thủ này trên sân. Với việc Foden bị đẩy sang cánh đối diện, Saka vẫn thể hiện đúng vai trò của mình và có những đóng góp đáng kể. Anh là người đã đưa tuyển Anh trở về từ cõi chết ở trận tứ kết với Thụy Sĩ, hay là người tạo tiền đề cho pha bóng gỡ hòa 1-1 trong trận chung kết gặp Tây Ban Nha. Trái ngược với điều đó, những gì Phil Foden để lại là những sự thất vọng tràn trề. Thầy cửa Nam dường như vẫn tin tưởng vào khả năng khuấy đảo của Foden ở zone 14, nhưng một cầu thủ chuyên đá cánh làm sao có thể thích nghi với vị trí với cánh đối diện, và canh bạc này thất bại hoàn toàn khi ngôi sao của Man City rời giải với hai con số 0 tròn trĩnh cả ở khâu ghi bàn lẫn kiến tạo. Hãy nhìn những gì mà Foden đã thể hiện tại Euro vừa qua ở những thời điểm hiếm hoi anh được hoạt động bên hành lang phải ưa thích. Một cú sút xa mang thương hiệu Phil Foden được thực hiện ở trận gặp Đan Mạch, nhưng tiếc thay là bóng lại đi vào cột dọc. Hay việc anh đã làm khổ hàng phòng ngự chứ danh của đội tuyển Hà Lan ra sao, và anh cũng chỉ thiếu có một chút may mắn để giúp đội tuyển Anh có lợi thế sớm nếu Dumfries không xuất hiện đúng lúc. Tiếc thay, những thời điểm mà Foden được chơi bóng như ý mình lại là lúc Saka trở nên mờ nhạt, do Foden đã chiếm lĩnh vị trí ưa thích của anh và khiến anh phải chơi thấp hơn ở vị trí wingback. Huấn luyện viên Gareth Southgate đã từ chức sau thất bại tại Euro 2024 và nhiều khả năng là sẽ có những sự thay đổi ở đội hình xuất phát trong thời gian tới trong đội hình của Tam Sư. Vấn đề các ngôi sao dẫm chân nhau là thứ đã cản trở người Anh đưa bóng đá trở về nhà, và huấn luyện viên mới chắc chắn sẽ không muốn điều đó lặp lại. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ phải hy sinh một trong hai ngôi sao xuất sắc này, và mùa giải này chính là cơ hội để Saka hất cẳng Foden lên băng ghế dự bị và chiếm suất đá chính dưới thời huấn luyện viên sắp tới. Nếu anh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng này, anh là một cầu thủ bám biên truyền thống rất phù hợp với bản sắc của bóng đá Anh. Khác với Foden, người bị coi chỉ là cầu thủ chỉ xuất sắc trong hệ thống của Pep Guardiola, hiển nhiên sẽ có nhiều lợi thế hơn. Sau hai mùa giải ngậm ngùi về nhì và có phần lép vế trước Foden, chàng Starboy của Arsenal giờ đây đã sẵn sàng trở thành ngôi sao sáng nhất của sân khấu lớn. Lời tuyên chiến đanh thép của Bukayo Saka đã được gửi tới Phil Foden. Hãy cùng chờ vào câu trả lời của cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu mùa trước, hay xa hơn là cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt để khẳng định vị thế số 1 của đội bóng cũng như dành cho chính bản thân mình. Còn cả Premier League, hãy cẩn thận, Saka và Arsenal đã nóng máy rồi đây.